Vâng và Thảo Uyên xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Sau đây là những thông tin chính đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Như thường lệ, ngoài những thông tin nổi bật vừa rồi, bản tin nóng 24 giờ sẽ cập nhật đến quý vị nhiều thông tin đáng chú ý về đời sống an sinh, an ninh trực tự, đối tượng trộm cắp vừa diễn ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi thông tin đầu tiên trong chuyên mục tin nóng hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua, cư dân mạng đang xôn xao vụ việc Châu Bùi, sinh năm 1997. Người mẫu, diễn viên được giới trẻ yêu thích, tố cáo một nam thanh niên nghi đặt camera quay lén trong phòng thay đồ nữ ở một studio. Hành vi biến thái này đã tạo thành một làn sóng phẫn nộ gay gắt, không chỉ nạn nhân trong vụ việc mà còn cả dư luận cũng bức xúc theo. Vì vậy, công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, đưa nam thanh niên đến hiện trường để làm rõ sự việc. Nơi bị quay lén là nhà vệ sinh nữ, cũng là phòng thay đồ của một studio ở phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc xảy ra vào chiều 23 tháng 6 và đến sáng 25 tháng 6, Châu Bùi có bài viết kèm hình ảnh trên trang cá nhân kể lại sự việc cô phát hiện bản thân bị quay lén. Nhóm Châu Bùi lập tức làm việc với chủ studio, tiến hành kiểm tra camera an ninh và phát hiện người đàn ông tên NTH có biểu hiện nghi vấn. Người này thuộc đội sản xuất, có trách nhiệm mở cửa studio và chuẩn bị buổi thử đồ. Đây cũng là người ra vào phòng vệ sinh nữ nhiều lần. Đại diện studio xác nhận năm thanh niên đặt máy quay lén không phải là nhân viên của cơ sở này. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ sở đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Sáng 25 tháng 6, năm nhân viên nghi quay lén châu bùi cũng được lực lượng chức năng đưa đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, tất cả lực lượng rời đi. Liên quan đến vụ án trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6108D ở phường Tân Định, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương có nhiều sai phạm trong quá trình làm việc, các cán bộ đăng kiểm viên, nhân viên của trung tâm lần lượt bị khởi tố điều tra về hành vi nhận hối lộ. Mới đây nhất, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ và cáo trạng đến tòa án nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố 11 bị can liên quan đến vụ án này. Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, các đối tượng đã cùng nhau nhận tiền từ các chủ phương tiện hoặc tài xế để bỏ qua lỗi kỹ thuật trong quá trình kiểm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, cũng như nghiệm thu xe cơ giới cải tạo. Tổng số tiền hối lộ thu được hơn 100 triệu đồng. Các đối tượng đều nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi ích trước mắt nên vẫn làm. Trước đó, tháng 2 năm 2023, Lực lượng công an đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6108D. Đầu tháng 3 năm 2023, các bị can tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6108D lần lượt bị khởi tố. Sáng nay tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 bị cáo. Trong đó có ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng, kháng cáo bản án 10 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên phạt. Cựu giám đốc công an Hải Phòng cho biết không có ý thức chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức. Khi vợ chồng Đức mang tiền đến nhà, ông nghĩ đó là tiền để mang đi khắc phục hậu quả, hành vi mua bán tép phép quá đơn chuyển từ thu nộp ngân sách nhà nước của Đức. Ông Đỗ Hữu Ca cho rằng Ngọc Anh, vợ của Trương Xuân Đức, đã hiểu nhầm lời tư vấn của mình, coi đó là tiền mang đi chạy tội. Ông Ca cũng tự nhận đã nghỉ hưu lâu, không cập nhật những quy định mới, nên tư duy pháp luật lỗi thời lạc hậu, không hiểu được sự chuyển hóa của tội phạm. Đến nay, ông Ca đã nhận thức được hành vi của mình là mặc nhiên chấp nhận ý kiến chạy án của vợ chồng Đức dù không đồng ý, không có ý thức chiếm đoạt. Được biết, trước đó, từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Trương Xuân Đức, 53 tuổi, và Nguyễn Thị Ngọc Anh, 45 tuổi, đã sử dụng căn cứ công dân của cả hai và chứng minh nhân dân, căn cứ công dân của các cá nhân là người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên đi làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép quá đơn kiếm lời một giám đốc công ty du lịch Nguyễn Đình Khoa, 38 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế đã có hành vi sử dụng chiêu trò nhận tiền tour của khách hàng quốc tế, sau đó rút hết số tiền rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Khoa là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch quốc tế Discovery, khoa đại diện công ty có ký và một bị hại trú tỉnh Nghệ An về tổ chức du lịch tại Thái Lan cho 28 người với giá hơn 217 triệu đồng. Mặc dù bị hại đã chuyển hết số tiền ký hợp đồng du lịch cho khoa, nhưng khoa đã chỉ đạo kế toán rút hết số tiền chuyển đến ba tài khoản khác nhau để trả nợ và cho nhân viên viết thư rời lịch trình do sự cố và hứa hoàn lại toàn bộ số tiền cho bị hại. Sau đó, khoa tắt máy, chặn mọi liên lạc với bị hại và lẫn trốn khỏi công ty. Sau quá trình xác minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê đã phát hiện và bắt giữ khoa khi đang lượn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, khoa thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mới đây, một thiếu niên 16 tuổi ở Bình Phước được phát hiện đuối nước tử vong ngay trong hồ tưới tiêu của gia đình. Cụ thể là khi người thân ra vườn, đến hồ chứa nước thì bàn hoàng phát hiện nam sinh đang nổi dưới hồ trong tư thế nằm úp mặt xuống mặt nước, Chi tiết vụ việc như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Nạn nhân là em TTA, 16 tuổi, ngụ thôn 12, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, Bình Phước. Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 24 tháng 6, người thân của nạn nhân ra vườn thì bất ngờ phát hiện nam sinh dưới hồ nước túi tiêu tự mút của gia đình. Ngay lập tức, người nhà nhảy xuống đưa nạn nhân lên bờ, chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, nam sinh đã tử vong. Những tin báo, công an huyện Bù Đăng phối hợp các đơn vị liên quan đến hiện trường khám nghiệm, điều tra vụ việc, Bước đầu xác định chiều ngày 24 tháng 6, nam sinh ra hồ nước trong vườn chơi. Khi đang đứng trên mép hồ thì không may bị trượt ngã xuống nước. Mực nước hồ sâu lại lót bạc trơn trượt, trong khi nam sinh không biết bơi nên đã chìm dần và tự phong thương tâm. Liên quan đến vụ việc người đàn ông dùng dao đâm chém vợ giữa đường do mâu thuẫn, mặc cho con trai vang sinh gây rúng động dư luận ở tỉnh Bình Phước, mà nóng 24 giờ đã từng thông tin đến quý vị trong các bản tin trước cách đây chưa lâu. Và hôm qua, hôn thủ Nguyễn Đức Thiện Tâm, 47 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã bị tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên án tử hình về tội giết người. Theo cáo trạng năm 2002, Nguyễn Đức Thiện Tâm chung sống như vợ chồng với chị Phan Thị Kim Hạnh tại khu phố 2, phường Hưng Long, thị xã Trương Thành, tỉnh Bình Phước. Năm 2015, do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nên hai vợ chồng không còn sống chung với nhau. Tâm bỏ đi nơi khác, chị Hạnh nuôi hai con nhỏ khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2024, do bực tức việc chị Hạnh không chi đất và ngăn cản thăm con, nên Tâm đã mang theo một con dao Thái Lan và một dao rửa, tìm đến chỗ chị Hạnh bán nước mía tại khu phố hai phường Hương Long, thị xã Trương Thành, tỉnh Bình Phước. Đến nơi, Tâm dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và ngược chị Hạnh. Thấy chị Hạnh bị đâm, con trai út và người dân chạy vào can ngăn, nhưng do Tâm đang cầm dao nên không can được. Không dừng lại ở đó, Tâm tiếp tục chạy đến xe, lấy dao rửa và đi lại chỗ chị Hạnh chém nhiều nhát vào người, làm chị Hạnh tử vong tại chỗ. Sau khi ghi án, Tâm đi đến công an phường Hương Long, thị xã Trân Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thấy chiếc ô tô cắm sẵn chìa khóa trên xe, một đối tượng đã xông vào nhà xưởng, lái trộm chiếc xe đem đi bán nhằm kiếm tiền tiêu xài và trả nợ. Cứ ngỡ phi vụ này sẽ trót lọt, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã bị công an huyện chợ mới tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6, Bùi Quốc Khoa phát hiện ở chỗ làm cũ của mình tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, có chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 67C 14597 trị giá khoảng 270 triệu đồng đang đậu trong nhà xưởng không có người trông coi. Ngoài ra, trên xe có gắn sẵn chìa khóa nên Khoa đã trộm xe ô tô tải, điều khiển xe ô tô về xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới để tìm người bán xe. Do xe không có giấy tờ nên không ai đồng ý mua, khi Khoa đang chạy xung quanh khu vực huyện chợ mới để tìm nơi bán xe thì bị lực lượng công an chốt chặn, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Khoa đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, vì đánh bạc cá cược thiếu nợ, thanh niên 17 tuổi tại Đắk Lắk đã nảy sinh ý định làm liều đi cướp tiệm vàng trên địa bàn. Hiện đối tượng này đã bị công an huyện Ea Hờ Leo bắt giữ và củng cố hồ sơ để xử lý hành vi cướp giật tài sản. Thưa quý vị. Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Nguyễn Anh Tài, 17 tuổi, trú tại xã Y Riêng, huyện Mơ Rắc, tỉnh Đắk Lắk, có tham gia đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức chơi tài xỉu. Vì chơi bạc thua lỗ, nợ khoảng 100 triệu đồng, nên Tài đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản ở các tiệm vàng để lấy tiền trả nợ. Trưa ngày 24 tháng 6, Tài đi xe máy dạo qua các tiệm vàng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Tài đi vào một tiệm vàng ở thôn Ba, xã ytra Ra, giả vừa hỏi mua vàng. Tài yêu cầu chủ tiệm lấy một những vàng và một sợi dây chuyền vàng để xem Lúc chủ tiệm đang tính tiền thì Tài cầm theo chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vùng chạy ra ngoài. Phát hiện vụ việc, chủ tiệm vàng liền đuổi theo, đồng thời hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ. Sau đó, Tài đã bị chủ tiệm vàng, người dân và lực lượng công an xã ra về Bắc. Tổng giá trị tài sản bị cướp giật hơn 10 triệu đồng. Còn ở tỉnh Vĩnh Long, Công an huyện Tam Bình đang xác minh và xử lý nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc với hình thức đá gà qua mạng Internet tại một quán cà phê trên địa bàn. Đáng chú ý là nhà cái mà nhóm đối tượng này chơi nằm ở nước ngoài, thưa quý vị. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6, lực lượng công an tiến hành kiểm tra quán cà phê Đăng Khoa thì phát hiện bắt giữ chính đối tượng đang sử dụng điện thoại di động để xem và cá cược các trận đá gà được phát trực tiếp qua mạng Internet, có nhà cái tại Campuchia. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ chính điện thoại di động cùng số tiền trên người các đối tượng là gần 51 triệu đồng. Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa khởi tố bắt tạm giam đối với ba mẹ con bán ma túy gồm Trịnh Thị Hòa sinh năm 1969 và hai con trai là Trịnh Bá Hào sinh năm 1989, Trịnh Bá Hóa sinh năm 1991 để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra khởi tố bắt tạm giam 10 người về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý là trong đó có cả nam vương môi trường Nicolai Đình. Cụ thể vụ việc này như thế nào? Mời quý vị cùng xem chi tiết thông tin này ngay sau đây. Theo điều tra các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận 1 phát hiện một số người lạ mặt liên tục xuất hiện tại hẻm 263 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh để mua ma túy. Mở rộng điều tra, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận 1 và công an phường Nguyễn Cư Trinh xác định Trịnh Thị Hòa cùng hai con trai là Trịnh Bá Hào và Trịnh Bá Hóa thuê nhiều căn nhà khác nhau trong hẻm 263 Nguyễn Trãi để sinh sống và cất giấu ma túy. Theo lời khai, ngày 10 tháng 6, Hòa mua 2 hộp, 10 gói ma túy đá, phân chia thành 48 gói nhỏ. Các ngày 11, 12, 13 tháng 6, Hòa bán được gần 20 gói. Rạng sáng ngày 14 tháng 6, Hòa mới bán 3 gói ma túy được 750.000 đồng thì bị bắt. Thu giữ số ma túy còn lại là 26 gói. Được biết, đầu tháng 6 năm 2024, do không có công việc, Hào, Hóa thấy mẹ không khỏe nên qua phụ bán chất cấm trong số nhóm người nghiện bị bắt giữ có đinh nhi hay còn gọi là nhi co đinh được nhiều người biết đến qua biệt danh nam thần lai nga nam vương môi trường việt nam người này đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả từ các sàn cách quốc lớn nhỏ đến các game show và liên tục xuất hiện trong nhiều mv của ca sĩ nổi tiếng việt nam những ngày gần đây trên cả nước xuất hiện mưa lớn kèm theo dòng lốc gió mạnh đây cũng là thời điểm biển động khiến ngư dân ra khơi gặp nhiều khó khăn cũng vì thời tiết này mà biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc tàu cá đã bị nhấn chìm trong cơn mưa lớn. May mắn là hai nạn nhân trên tàu đã được các ngư dân đánh bắt gần đó kịp thời cứu giúp an toàn. Thông tin ban đầu, sáng ngày 25 tháng 6 cùng ngày, chiếc tàu cá trên xuất bến ra khơi đánh cá. Khi cách trạm biên phòng Cần Thạnh 10 hải lý, tàu cá bị phá nước và chìm xuống biển do gặp thời tiết mưa dông, gió lớn. Các tàu đánh cá gần đó phát hiện nên tiếp cận và cứu được hai người trên tàu. Sau khi nhận được tin báo, trạm biên phòng Cần Thạnh đã cử một tổ ra hiện trường phối hợp với các ngư dân tiến hành trục vớt tàu cá gặp nạn. Thưa quý vị mở đầu chương mục camera nóng hôm nay là một vụ tai nạn do thiếu sự quan sát, chạy xe với tốc độ cao không làm chủ được tốc độ nên bị trượt ngã và lao thẳng vào gầm xe khách. Theo đó, tại thời điểm chiếc xe khách xi nhanh chuyển làng, thì bất ngờ phía xa thanh niên điều khiển xe máy đi tới do không làm chủ được tốc độ nên người đàn ông này trượt ngã rồi lao thẳng vào gầm xe khách may mắn chiếc xe khách dừng lại kịp thời một lúc sau thanh niên này chui ra khỏi gầm xe như chưa có chuyện gì xảy ra khiến nhiều người ngỡ ngàng tiếp nối chuyên mục camera nóng hôm nay là một vụ trộm xảy ra mới đây tại một cửa hàng sữa ở thành phố đà nẵng lợi dụng việc trời mưa không người trông coi, cửa tiệm lại mở toan, đào chích đã nhân cơ hội đột nhập và rinh trộm 3 thùng sữa rồi tẩu thoát. Diễn biến vụ việc xảy ra tại một cửa hàng sữa ở thành phố Đà Nẵng. Theo hình ảnh ghi nhận lại cho thấy, lúc này trời đang mưa, thấy phía trước cửa hàng không có người trông coi, cửa lại mở toan. Nam thanh niên đã xông vào rinh 3 thùng sữa rồi nhanh chóng tẩu thoát. Còn tại một cửa hàng thời trang, lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng thời trang mất cảnh giác, một tên đạo chích đã nhanh tay trộm chiếc điện thoại đang để trên quầy thu ngân, rồi chờ đợi thời cơ để tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến của vụ việc này đã được camera nóng cập nhật gửi đến quý vị ngay sau đây. Vụ trộm tin di sĩ đã vào khoảng 13 giờ trưa 22 tháng 6. Nam thanh niên ăn mặc khá sang chảnh, thừa tin bước vào cửa hàng thời trang, nhanh chóng lựa một chiếc áo, giờ hỏi nhân viên vài câu nữ nhân viên vào xem giá bán, buộc phải rời vị trí bàn làm việc. đối tượng đánh lạc hướng cô gái, rồi nhanh tay trộm điện thoại. còn giới chiêu yêu cầu nhân viên lấy sản phẩm khác để cô gái không chú ý, không đi ra ngoài. đối tượng thuận lợi tẩu thoát. theo camera nóng ghi nhận những vụ trộm cắp trong thời gian gần đây có dấu hiệu vô cùng manh động và liều lĩnh, kẻ gian bất chấp nhà đang có người, hiên ngang xông vào lấy cắp đồ rồi chạy mất. Đưa cử như tình huống vừa xảy ra tại địa phương chúng ta là một điển hình. Mời quý vị cùng theo dõi để nâng cao cảnh giác. Trích xuất từ camera cho thấy, đối tượng bất chấp có chủ tiệm bên trong Vẫn táo tận xung vào, lén ngay bóp tiền rồi bỏ chạy. Chỉ chủ tiệm phát hiện cũng nhảy ra tri hô nhưng vẫn không kịp Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm con đường tấp nập suốt ngày đêm, hàng ngàn con hẻm nhỏ đang xen nhau như dịch lưới, cũng không kém sôi động. Tùy đặc trưng từng khu vực dân cư mà có hẻm lớn, hẻm nhỏ, hẻm ô bàn cờ, nhà biệt thự hay hẻm hoang nghèo, nhà tạm. Không ít con hẻm là điểm đen tệ nạn xã hội, cũng có không ít nơi là hẻm nghĩa tình, nên mà người dân chung tay giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự. Mời quý vị cùng đến với một số con hẻm đặc trưng rất yên bình giữa lòng thành phố này. <laughs> Nơi có cây xanh bao trùm cả con hẻm Nơi lại có tiếng gà gáy Có cảnh người dân trong hẻm chuyện trò cùng nhau Điều đặc biệt hơn cả chính là họ sống nghĩa tình Giúp đỡ lẫn nhau Thậm chí thoải mái để xa máy hay đồ dùng phía ngoài Cũng chẳng lo mất mát Đến với con hẻm có tuổi đời hàng trăm năm Ở số 24 thuộc khoa huân quận 1 Không khó để thấy cuộc sống giản dị của người dân ở đây Đa phần người dân đều sống tại hẻm này hàng chục năm qua Nên chẳng nở trời đi Tại căn nhà nhỏ chỉ có chiều ngang 1m8 ba Trần Thị Mừng vẫn quyết tâm gắn bó với nơi này. Bởi lẽ đây không chỉ là căn nhà mà cha mẹ bà để lại, mà đây cũng là nơi lưu giữ bao kỷ niệm đẹp với bà. Em thì có đẹp, ờ, mà quê xí sở quê quán đây không muốn bỏ đi. Đó, bà già ở Hồ Đờ Pháp bây giờ cũng buôn bán ba cái đồ là ghim thúi rồi ghim chợ gì đó. À, sống về ngày buôn bán mà. Chắc không đi quá à. à. ta, hồi nào vợ ở đây nó cũng quen rồi. Rồi mình sinh đẻ không tại đây ba mẹ cũng ở tại đây rồi mất tại đây nữa có thành ra giờ mình đi đâu đâu có bằng cái chỗ mình 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 quen hơn theo dọc con hẻm này là nhà của bà Hồ Thị Kim Cúc bà cho biết điểm đặc biệt tại con hẻm này chính là người dân để đồ đạc thậm chí là xe máy ở ngay ngoài hẻm cũng chẳng lo mất cấp một phần là do người dân phụ nhau trông giữ phần khác vì các vật dụng để ngoài cũng chỉ là bàn ghế thùng nhựa xe đẩy nên cũng chẳng có cướp đi vào hôm nay là 72 năm rồi cho xin để tại đây luôn ừ, hồi Lúc bà bà già ở dưới quê lên nó thì cũng nên ở đây đó. đó, rồi bây giờ ông bà mất rồi Thì hồi đó bà còn, còn đi bán ở ngoài chợ này bán Bán ngoài đường này nè, bán bánh canh, này, bán hủ tiếu rồi đó, nó nhỏ và ăn ninh lắm, không sao Đờ Đêm đi ngủ vô nhà ngủ chứ xe để đó không sao hết đó. Ai à, vô đây là với con hẻm cục nó không, không có đường đi ra đó. Vì ở ngoài đường đó thì người ta cũng bán tới, tới, tới khuya luôn tới Ai bao giờ sáng thành ra nó cũng bằng ninh Cũng thương, ừ, thương nhau Cái gì cũng vậy cũng nhìn uh, nhói với nhau Còn tại hẻm 96 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận Nơi được nhiều người dân ví như mê cung Đi vào chỉ có thể hỏi địa chỉ mà không thể sử dụng bản đồ Càng đi sâu vào hẻm, càng thấy được sự bình yên nơi đây Bà Trần Thị Sửu đã sống tại hẻm này suốt 75 năm qua, chứng kiến nhiều thay đổi của con hẻm qua năm tháng Bà vẫn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ nơi này mà đi Không, không bị đâu hết Ở đây Tôi không tiện, đây, tôi không dám ăn nhà Ở đây nó vui Mình sống nhỏ lớn rồi, mình biết rồi, mình vui Đi sống khác đâu được vậy Bình yên lắm, ở đây thì bình yên lắm không có trộm cắp rồi cũng có lộn không lạo rồi không, không có nhiều chuyện nữa đó mình có mình ăn mình có thôi cái nhiều khi nó giúp đỡ mình đó giúp đỡ nữa thế là già cả cũng làm cái tiền ấy, khi tôi cho tiền khi tự cho ăn trời gắn bó với tiền tôi sớm cũng tình nghĩa ví dụ mình có giúp đỡ mình này nọ ví dụ mình có hụt sự gì người ta cũng tới giúp mình đúng rồi kiểu về cung là đúng rồi đó. đó cũng phải hỏi bằng miệng tại cũng chỉ họ nói cũng chạy chạy vòng 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 cũng phải hỏi cái vô đây mình kêu má là thua ở đây giống như là cái địa bàn như này nè cái chạy hết ra, ra đây cô gian cái hết phàn phùng hết bờ kè cái chạy vòng không phải hỏi vẫn còn nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là hẻm xanh đầy bình yên nơi tình làng nghĩa sớm được duy trì đẩy lùi tệ nạn thắt chặt an ninh an toàn đến đây thì thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay cũng đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi sẽ quay trở lại cùng khung giờ này vào ngày mai với nhiều thông tin cập nhật mới khác về đời sống mời quý vị cùng theo dõi còn bây giờ thảo uyên và hải vân xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau